Chiều nay rảnh rỗi, vào rừng thăm những chú khỉ đáng yêu. Thấy khỉ khôn ra phết á, mình đưa tay cho khỉ một miếng trái cây, khỉ ta cứ lưỡng lự, làm chảnh ghê á chứ. Một lúc sau nấn ná, tay khỉ đưa ra lấy miếng trái cây đưa vào mồm nhai chép chép liền. Công nhận khỉ khôn lắm á nhe các bạn.